Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em lên một mảng mới nha. Em lên quần váy Nhật hàng vừa về. Và hôm nay sẽ là chỉ có hai mức giá dành cho mình, 190.000 và 150.000. Thì thật ra nói mức giá là mức giá chứ hàng tuyển chọn từng cái hết nha quý cô chú anh chị ha. Và hàng bên em về từ Nhật, hàng si, độ mới đảm bảo 80%. Em tuyển giá đồng giá 190.000 là dành cho những cái sản phẩm thứ nhất đó là độ mới cao. Thứ hai nữa là mình sẽ là những cái thương hiệu ví dụ như Gu nè, rồi thương hiệu Uniqlo. Và nó có độ mới cao hơn so với những cái quần 150. Nhưng mà thật ra em lựa tuyển từng cái cho nên độ mới vẫn đảm bảo toàn bộ kiện. Sẽ là về từ Nhật 80%. Hôm nay bạn mẫu sẽ đo eo cho mình. Thì tùy từng cái, nếu mà có bản chung thì mình sẽ đo eo để dễ ha, chứ em không có báo size nữa nha các chị ha. Mình coi vòng eo của mình nó vừa cỡ nào thì mình sẽ chốt. Cũng như là màu thì trên line như thế nào thì màu nó như thế nấy. Bạn mình đã sơ viên sẵn một cái cho nên chỉ cần áp vào trong cái quần váy là mình có thể biết được là kiểu dáng. Toàn là những cái chất liệu đến từ Nhật nha các chị ha. Rồi, đầu tiên sản phẩm ngày hôm nay, một chiếc quần váy màu da ca, màu trắng kem, trắng bè. Nó sẽ có bản bo chung. Rồi ở phía dưới nó sẽ hơi rộng vành, mình mặc giống như váy luôn nha các chị ha. Những cái quần này mình rất là dễ mặc, thường nó sẽ có hai dạng thôi. Một là cái mặc giống như hệt như váy mà nó là dạng quần, mình gọi là quần váy. Hai là giống như mani canh vậy đó, là quần dạng ống suông, dạng dài. Rồi. Eo 68 đến 90. Eo 68 đến 90. Em sẽ lên đồng giá 190.000 trước nha các chị nha. Mã 9206. 9206 giùm em. Rồi em có một chiếc có bản chung phía sau, màu này là màu rêu, xanh rêu nha các chị ha. Nó có một cái buộc eo ở phía trên và nó có quả tiết mặc giống y hệt như chiếc váy luôn á, tới mắt cá chân. Bạn mình, bạn mẫu cao 1m50 nha các chị nha. Mặc thường mặc size M 1m50 thì sẽ tới mắt cá chân, giống y hệt như cái quần mà bạn màu đậm tôm bạn đang mặc á. Rồi lên mã em coi cái vòng eo rồi lên mã giùm em. Ở đây nó sẽ có một cái dây kéo một bên lưng nha các chị ha. Mã 9232. 9232 giùm em. Chiếc này thì eo to nè, có dây kéo bên hông. Túi của mình có một túi một bên thôi, xẻ một bên, có bản chung ở phía sau, còn phía trước sẽ là bản cạp nha các chị. Màu của nó không phải là màu đen đâu, màu muối tiêu, màu đen á, màu xám đen. Rồi đó em chị. Này mình mặc dạng quần váy trời, những cái chất liệu này nói chung mới là từ Nhật về, chất liệu mặc rất là mát nha các chị nha. Eo 84 đến 96. 84 đến 96 các chị, có size L, XL là quá ok. 84 đến 96 vòng eo, thương hiệu của Gu. Mã 9236. À, thương hiệu này của Uniqlo. Đây, nó em lựa chọn những chiếc hàng Uniqlo như vậy không mà giá có 190.000 nha. Cái màu nó không phải màu đen đâu, màu muối tiêu. Mặc vô mình về mình ủi phẳng view giùm em, mặc dù đã ủi rồi nhưng mà do vận chuyển á. Đây có dây treo phơi đồ luôn. Một chiếc màu xám, màu nâu chứ, nâu đỏ rượu vang á, màu đỏ rượu vang, bản bo chung ở trước thì cạp và có dây kéo ở mặt trước, có cái vòng đai luôn á. Nếu mà ở nhà mình có đai thì mình sẽ đai vô giùm em. Bản này thì mặt nó cao trên mắt cá chân nha các chị ha. Đó, rồi có cái phần cách điệu ở trên phần eo. Eo 64 đến 84. 64 đến 84 giùm em. Mã 9237. 9237. Đó, toàn bộ những cái tag sản phẩm của em 100% về từ Nhật nha các chị ha. Còn tag được luôn nè. Nó tag Nhật đầy đủ, tag sườn, dây cho phơi đồ đầy đủ luôn. Rồi lên mã giùm em nha, rồi tới sản phẩm tiếp theo. Em về có tầm khoảng mấy chục cái thôi nha các chị, mình tranh thủ thôi. Chỉ có một kiện duy nhất, không có kiện thứ hai đâu. Hiện tại là khoảng 5-60 cái gì đó. Một cái bản màu xanh rêu, chờ cái chất liệu linen rất là mát luôn, mặc y hệt như một chiếc váy cho mình luôn nha. Cái chất liệu rất là mềm, bo chung cả mặt trước mặt sau luôn, và phía trước nó có phần dây rút, rất là tiện cho các chị nào vòng eo thoải mái nè. Eo 66 đến 84. 66 84 ML XL ok, đầu XL ok. Mã 9211. 66 đến 84 luôn. Dây treo phơi đồ đầy đủ nha các chị nha. Cái chất của nó rất là đẹp luôn, có đầy đủ dây treo phơi đồ. Một cái chiếc màu xanh than. Xanh than này thì ở phía trên nó có cách điệu, bản trước là hình như là không có bo chung thì phải, có phần bo chung nhưng mà đơn giản nhẹ nhàng ở phía sau thôi, rất là ít luôn. Có chỗ để mình có thể mắc những cái dây đai eo luôn nè, trên mắt cá chân. Eo 76-80, mã 9235. 9235 190. Chất liệu nó cực kỳ dày dặn. 9235 thương hiệu đến từ Uniqlo dùm em. Chỉ có 190.000, 9235. Nhìn cái chất liệu của nó nè, có cái phần dây kéo ở phía trước luôn nha các chị. Trời ơi rất là xinh luôn. Độ mới cao, lộ tiễn từng chiếc yên tâm. Rồi em có một cái bản dài qua khỏi mắt cá chân nè ha, các chị khoảng 1m6 mặc ok nữa nè. Dạng ống rộng, phía trên nó có cách điệu trên phần eo, có bản bo chung 2 nút và có dây kéo luôn nha các chị. Màu của nó là màu vàng nghệ. Rồi lên nó còn táp luôn, chưa sử dụng nè, nó còn táp đỏ ở phía trên luôn á. Eo bao nhiêu em? Eo 70-82. Mã 9213. 70-82. Size L mặc đẹp nè, còn đầy đủ tách sườn, tách hãng đồ đầy đủ hết giùm em luôn nha. Nó hàng thương hiệu, nội cách điệu phía trên đây mình đã biết là hàng hiệu rồi đó các chị ha. Có 2 hệ thống đĩa luôn nè. Rồi, em qua mã. Một chiếc màu xanh than, có vòng eo to, có bản bo chung. Nó là mặt dạng chân váy dài luôn á, quần váy dài qua khỏi mắt cá chân đến với bạn mẫu 1m rưỡi nè. Rồi eo nhiêu em? Eo 68-90. 68-90 thoải mái nha các chị nha. Màu xanh than quá đẹp luôn, độ mới cao. Mã 9214. 9214 giùm em. Thương hiệu còn đầy đủ tác hãng, dây treo phơi đồ đầy đủ luôn ha. 9214 190.000. Rồi em qua mã. Một cái chiếc màu nâu. Màu nâu này cực kỳ tôn da nha. Rồi có cái phần cách điệu phần phía trên eo, bản bo chung thì bo chung ở phía sau thôi và có dây rút để mình buộc lại ha. Ở phía dưới giấy váy xòe, chân váy xòe, quần váy nó xòe ra y hệt như váy luôn á. Cái chất liệu lai nành mỏng nhẹ, độ mới yên tâm. Eo không dây thun 80. Ủa không dây thun hả? Rồi không dây thun vậy là eo 80 dùm em nha các chị, mình coi dùm em eo ha, tại vì quần thì mình thường là mình đo eo chứ em không có báo size. Rồi mã 9240. 9240. Chiếc này rất là dày dặn luôn, lên cực kỳ tôn da, phối những cái chiếc áo trắng đơn giản là được ha các chị nha ha. Đây còn đầy đủ tác hãng hết dùm em luôn nè. Rồi em qua mã 2 lớp nha, tất cả những anh này đều là 2 lớp hết dùm em luôn. Một chiếc màu vàng chanh mẫu có quả tiết phía trên như mới còn táp luôn, có bản bo chung phía sau và có đĩa đai eo ha. Khoảng trên mắt cá chân giống như hệt như dài, giống như hệt như quần bạn mình đang mặc nè ha. Chất liệu của nó là chất liệu không phải là linen, chất liệu là xô. Ở phía sau nó có 2 túi. Eo 72-84, mã 9239. 190.000, 9239. Có cái túi ở 2 bên nha các chị nha. 9239 đây, thương hiệu của Uniqlo dùm em. Đó. Nguyên kiện này thì có rất là nhiều cái Uniqlo và Gu nè, nó còn đầy đủ tác đều luôn tất cả nha các chị nha. Nó túi, màu của nó đẹp quá, màu vàng chanh. Một chiếc màu đen, chất liệu lai nành mỏng nhẹ, đơn giản thôi nhưng mà rất là dễ phối đồ, mặc y hệt chân váy dài nha các chị nha. Có phần bo chung nhẹ ở phía sau. Eo 64-78, mã 9244. 190.000, 9244. Đây, còn đầy đủ tác hãng đầy đủ hết, dây treo phơi đồ đầy đủ nha. Rồi, tiếp tục. Một chiếc màu xanh đen, mẫu này thì đơn giản nhẹ nhàng, có phần chiếc eo phía trên, phía sau nó có bao chung không em? Dạ có. Phần này thì trên mắt cá chân dùm em. Rồi, đo eo dùm chị. Màu xanh đen. Thường những cái chiếc này mình mặc sơ vin là đẹp nha các chị ha. Hoặc là không thì mình mặc một cái áo dạng crop top và bó vào người là đẹp, giống như 2 mannequin vậy đó. Những cái mẫu mà mình có thể kết nối với áo mông tơ ghi là một cái gọi là sự hoàn hảo ha. Eo 68-90, mã 9243. 9243 dùm em, màu xanh đen. Còn đầy đủ tác nè, dây treo phơi đồ từ Nhật hết cho em nha. Rồi yên tâm nha các chị ha. Một cái chiếc màu xanh gọi là duy nhất ngày hôm nay, màu xanh cổ vịt. Có quả tiết chiếc trên eo ha, có bản bo chung không? Dạ có bo chung ở phía trên luôn, rồi mặc vô y hệt như một cái chiếc váy dài. Rồi đôi em chị, màu xanh rất đẹp nha các chị nha. Eo 68-80, mã 9242. 9242 dùm em. Thương hiệu nó đây. Cái màu nó đẹp quá, màu pha ha. Và nó làm cái bảng ở phía trên là to luôn, rất là dễ phối đồ. Màu xanh cổ vịt. Rồi một cái chiếc màu trắng trắng kem. Có hai túi hai bên, cách điệu trên phần eo và có phần bảng đai eo cho mình luôn, kèm theo luôn. Cái mẫu này hơi dài qua khỏi mắt cá chân đấy với bạn mẫu nha. Mình mặc những cái áo màu đen như vậy là đẹp, hoặc là trắng là đẹp, một màu thôi. Eo 68-84, mã 9241. 9241, 190.000, hàng của Gu. Nó đầy đủ dây chơi phơi đồ hàng Gu. Trên đây nó ghi size M dùm em ha, nhưng mà em đã có báo size của mình đo trực tiếp, có bảng đai luôn nè. Rất là đẹp nha các chị ha. 190.000, 9241, em qua mã. Một cái chiếc bo chung đơn giản nhẹ nhàng, chất liệu lai nành, mẫu dài. Nó xè dài ra màu xanh đen dùm em. Rồi. Chất liệu lai nành này mặc mát lắm. Hôm nay chủ yếu là show và lai nành. Có một vài lẫn cái kaki, và em có cái bạn mẫu của các bạn American đang mặc, đó là cái chất liệu nhung tâm á. Chỉ có một cái duy nhất nhung tâm thôi, còn lại là lai nành, show và kaki. Eo 72-98, mã 9246. 9246 dùm em. Đây, dây chơi phơi đồ đầy đủ ha, tách sườn đầy đủ hết dùm em luôn. Hàng của London. Rồi, em qua mã. Một chiếc ống đơn giản thôi. Mình mặc hàng ngày cũng ok nè, chất lai nành mỏng nhẹ, màu trắng kem, độ mới cao, bo chung ở lưng. Mẫu dài nha các chị ha. Các chị trên 1m6 mặc vô tư, qua khỏi mắt cá chân đó với bạn mẫu. Eo 68-90, mã 9248. 9248 dùm em. Đây, đầy đủ tác hãng ha, tác hãng của Unis. Đó, còn Unis Light, Unis Pro gì nè. Rất là xinh luôn ha. Ở phía sau nó có cái họa tiết này, túi, nhưng mà không phải là túi thiệt đâu. Túi của mình nó chỉ có ở hai bên vậy thôi nha các chị nha. Nó cái chất lai nành nè, rất là đẹp luôn, mới trên tôm. Về mình ủi phẳng phiêu là đẹp luôn. Một chiếc màu jean ha, màu xanh jean, chất liệu jean mỏng dùm em nha. Nó sẽ có bộ bản bo chung ở phía sau, phía trước là bản cạp nè. Rồi, mặc y hệt chân váy dài. Eo 68-92, mã 9247. 9247, 190.000 nha. Còn có đầy đủ thương hiệu đầy đủ luôn. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay của em đều là quần váy nha các chị, chứ không phải váy đâu. Là quần váy, mình mặc dạng quần nhưng mà nó giống hệt như chân váy luôn, gọi là quần váy Nhật. Rồi một cái chiếc màu rất là xinh, màu vàng nghệ hả? Bạn mẫu qua khỏi mắt cá chân, nó ở phía dưới hệt chân váy dài luôn, dạng giống như maxi. Ở phía trước thì bản cạp và phía sau sẽ là dây chung nha. Có họa tiết trên đai. Eo 66-90, mã 9245. 9245, 190.000 dùm em. Đây, tách hiệu ha. Dây treo phơi đồ đầy đủ luôn. Tách Nhật đồ đầy đủ hết nha các chị nha. Rồi em qua một cái bản sọc đen phối trắng ha. Bản này thì cao, chưa tới mắt cá chân đâu. Bản là đai eo ba chung. Eo 64-90, chất liệu là lai nành phối xô. Mã 9215. 9215 dùm em. Rồi một cái chiếc màu trắng mà nó có phối kẻ sọc, và phía trên eo có họa tiết cũng như là có bo chung ha, có thun đó, rồi có thắt eo luôn. Phần này thì nó sẽ dài qua khỏi mắt cá, cũng tới mắt cá chân đối với bạn mẫu là 1,5 m nha, tới mắt cá chân dùm em. Eo 66-84. 66-84, lên mã dùm em. Mã 9216. 9216. Đây, còn đầy đủ dây treo phơi đồ, tác hãng đồ đầy đủ hết ha. Đó, cái màu của nó nè, nó có họa tiết nè các chị nha. Chất lai nền đẹp, có họa tiết sọc xanh trên cái nền trắng kem. Rồi em qua mã. Một cái siêu phẩm ngày hôm nay, một cái chiếc kẻ sọc mà chủ đạo là màu trắng kem phối những cái họa tiết màu, và trên cái bảng eo nó sẽ có phần thắt dây, bảng eo to nha. Phần phía sau nó có bo thun. Eo 68-88, mã 9217. 9217 dùm em. 9217 là một siêu phẩm mình tranh thủ ha, có thể đó là size L mặc vừa đó các chị nha. một cái chiếc màu xanh riêu đơn giản nhẹ nhàng, có phần bo thun nguyên cái eo luôn, và trên cái phần eo thì nó không làm bẳng đai nha các chị nha. Tới mắt cá chân màu xanh rất là đẹp luôn, chất liệu xô mỏng. Eo 66 đến 90, 66 đến 90 giùm em. 9219, 9219, 190.000. Một cái chiếc xô màu vàng đất phía trước là bản cả, phía sau là bo chung ha. Mẫu chưa tới mắt cá chân. Eo 68 đến 90, mã 9220, mã 9220 giùm em nha các chị nha. Có đầy đủ tác hãng hết giùm em, dây treo phơi đồ nè. Có bò chung ở phía sau, rất là xinh luôn. Rồi, em qua mã. Một chiếc màu đen chất lai nền mỏng nhẹ. Chất này thì nó ở ngoài nó màu đen nhưng mà bên trong nó lót một cái lớp mà kẻ sọc nha. Nói chung là tất cả những quần ngày hôm nay đều là hai lớp hết nha các chị nha. Bò chung ở trên phần eo hết giùm em. Eo 64 đến 90, mã 9222. Cái kiện này thì thường nó sẽ phù hợp với các chị mà mình thích dạng mặc chân váy, nhưng mà mình sẽ ngại mặc dạng váy mà mình thích dạng mẫu quần để di chuyển đó đây nó dễ hơn á, thì mình sẽ là lựa chọn tốt nhất trong cái kiện này nha. Hàng thương hiệu Navy, vừa mới qua là thương hiệu Navy, mã 9222. Navy dùm em ha. Navy là thương hiệu lớn. Cái chất của nó có một cái kẻ sọc hơi nhẹ nhàng màu trắng ở trên nền đen nha. Rồi, một chiếc màu xanh đen dùm em, có bản bo chung và dây buộc trên đai, chưa tới mắt cá chân, dạng mặc như chân váy ngắn dùm em. Eo 60 đến 74, mã 9223. 9223, nó có hai cái nút, chất liệu nó giống như là chất liệu jean vậy đó, jean mỏng nha. Rồi. Một chiếc màu trắng cao, có bo cạp cả mặt trước mặt sau luôn nha các chị ha. Vừa qua khỏi đầu gối tí xíu thôi. Chất của nó là chất xô dùm em. Rồi, đai eo đi em. Eo 70 đến 100, mã 9221. 9221 dùm em. Có đầy đủ dây treo phơi đồ dùm em nha. Rồi, một cái chiếc mà gọi là mặt dạng lưng cao, nó sẽ là yếm chứ, mặt dạng phối yếm, nó có hai dây phối yếm luôn. Cái đó mặt sau đó chứ. Rồi, mặt trước là bản cạp, có hai túi xéo hai bên, mặt sau là bản bo chung, vòng eo thoải mái giùm em, hồi bạn đo eo luôn. Bạn mình mặc qua khỏi mắt cá chân rất là dài, cho nên các bạn khoảng 1m6 trở lên thì mặc ok. Có hai dây, mình có thể mặc hai kiểu, một là mình mặc dạng dây yếm ở trong, mặc cái áo gì đó tay dài, còn không thì mình để cái dây yếm này vào trong, mình mặc dạng quần lưng cao là được nha các chị. Eo 70 đến 90, mã 9224. 9224 giùm em. Còn dây treo phơi đồ đầy đủ tác hãng rồi ha. Nó đầy đủ tác hãng của thương hiệu đây nè ha. Rai rất xanh gì đó. Dây treo phơi đồ đầy đủ, cái chất của nó rất là đẹp, chất lai nền đẹp mới tinh tươm hết giùm em luôn, trắng kẻ sọc. Rồi, một chiếc màu trắng, trắng này là trắng cũng không phải là trắng tem nữa, trắng ghi, màu ghi, trắng ghi, có khoảng bo chung và dây buộc ở eo ha. Nó dạng chưa tới mắt cá chân giùm em, chất lai nền mỏng nhẹ. Eo 70 đến 100, mã 9225. Tất cả những cái chất lai nền này mình mặc rất là mát nha các chị. Về mình ủi phẳng phiu là cực kỳ mát và nó sướng dữ lắm luôn. Đó, hiện tại là em đã ủi sơ qua nhưng mà nó vẫn chưa thẳng so với kỳ vọng lắm nha. Một cái chiếc màu đen, bản dài, chân váy dài dùm em, qua khỏi mắt cá chân, có bản bo chung trên phần đai luôn. Eo 70 đến 90, mã 9227. 9227, 190.000, đầy đủ dây treo phơi đồ hết cho em. Một cái chiếc màu xanh jean, cạp phía trước là cạp phẳng, phía sau là bo thun, qua khỏi mắt cá chân giùm em. Rồi, màu xanh jean, chất lai nền nha các chị, độ mới cao. Eo 70 đến 86, mã 9226. 9226, 190.000. Còn đầy đủ tác hãng của Nhật luôn nha. Size của nó là size L, XL, có vòng eo đó. Cái chất của nó là chất lai nền jean mỏng nha. Đó. Có buộc bản túi xéo hai bên luôn. Một chiếc màu nâu đất, có dây kéo ở phía trước ha. Bản trước đó là phẳng, phía sau là bo thun, dài qua khỏi mắt cá chân và mình như mới nha, còn tag hãng đầy đủ nha các chị nha. L6684 mã 9228. 9228 chất liệu là xô, phía sau nó có hai túi hai bên. Hàng thương hiệu của Uniqlo dùm em. Đó, rồi em qua mã. Một cái chiếc màu đen, chất vải xô phẳng phiu, cạp mặt trước mặt sau luôn, mặt dạng váy nó có kiểu. Rồi, hai túi hai bên và vạt xéo luôn. Ở hai túi hai bên dạng túi xéo nha các chị. L70-84 mã 9292. 9292 dùm em. Hả? À mã 9229 dùm em nha. Mã 9229 còn đầy đủ tag hãng, trên tag nó sẽ là size M, dây treo phơi đồ đầy đủ nè. 190.000 mã 9229. Chất này mặc vô rất là dễ phối đồ. Một cái chiếc màu xanh màu vàng cam nhẹ, hai túi xéo, phía trước mặt phẳng, gài nút, phía sau là có bo thun qua khỏi mắt tới mắt cá chân nha các chị nha. Rồi, lên eo dùm chị. L68-84 mã 9231. 9231 dùm em. Đây, tag hãng của hàng Sunoz đi nè. Rất là xinh nha. Hàng chất này là chất lai nành phối xô. Rồi em qua mã. Một chiếc màu xanh riêu, chiếc này cặp phẳng, phía sau có bao thun không? Dạ có. Túi xéo hai bên, dạng này là vừa qua khỏi đầu gối tí xíu, tới bắp cá, tới bắp chân thôi, chưa tới mắt cá nha các chị. L68-80 mã 9230. 9230 dùm em. Hàng Uniqlo màu xanh riêu. Uniqlo dùm em. Một cái chiếc lưng cao màu tím dành cho các chị trên 1m6 ha. Bạn mình thì hơi lệch vò tí rồi qua khỏi mắt cá chân rất là dài nha. Mẫu lưng cao, có bản bo thun ở phía sau luôn. Chất xô phối lai nành mỏng. L70-86 mã 9212. 9212 màu tím khoai môn, còn đầy đủ tag. Mà tag này không phải là tag hãng mà là tag của cửa hàng Hai Hen bên Nhật nha các chị nha. Đây, thương hiệu của Gu. Rất là xịn luôn, size của mình trên tag nó ghi là size L dùm em. Cái màu xanh khoai môn mỏng, màu tím khoai môn mỏng nhẹ. Ở phía trước nó có bảng nút như thế này. Một chiếc kẻ sọc to, bản eo thì rất là to và nó sẽ làm bo thun giãn nè. Eo nhiêu em? Eo 70-100. Cái chất lai nền mỏng nha các chị. Mã 9208. Sọc phối màu xám, màu xám đá đó, màu xám ghi với màu trắng chứ không phải màu đen trắng đâu. Nó là phối kẻ sọc, trên đây bo thun rất là nhiều, nó hơi giãn, nếu mà các chị về mình có thể thay cái bo thun dùm em nha. Nhưng mà cái chất của nó chất lai nành rất đẹp. Rồi, em có một cái bản kẻ sọc, màu chủ đạo là màu xám ghi, bo thun và có dây rút eo, mặt dạng váy rất xinh, váy dài tới mắt cá chân. L68-90 mã 9234. 9234 dùm em nha các chị, còn đầy đủ tag hãng và dây treo phơi đồ luôn nè. Đó. Rồi, 9234. Chất của nó chất xô. Đẹp quá. Độ mới cao. Em còn chiếc cuối cùng sẽ là 190 rồi sau đó tới đồng giá 150.000 nha các chị ha. Một cái chiếc màu xanh riêu kiểu chất kiểu kaki, có hai túi hai bên và phía sau bản chung nó rất là nhẹ nhàng thôi. Có dây kéo phía trước, qua khỏi mắt cá chân. L68-072 mã 9233. 9233 kể như mới, chỗ này nó sẽ còn cái tag luôn nè. 9233 nha. Bên trong còn đầy đủ tag của made in. Cái anh này là nó made in Việt Nam nha các chị ha. Cái chất của nó là chất kaki màu xanh riêu như thế này. Đó, đẹp chưa? Đi công sở là cực kỳ xịn luôn. Đồng giá tới em sẽ là danh mục nguyên tất cả những cái sau này sẽ là đồng giá 150.000. Một chất lai nành mỏng nhẹ, eo to, có bản thun đầy đủ, có túi đồ đầy đủ luôn và nó sẽ qua khỏi mắt cá chân nha các chị nha. Màu trắng kem. L70-90. Hình như là buộc phía sau, buộc ở đây nè, buộc ở dưới đa chân. Đó. Nó có buộc đó. Nó em buộc đó. Mã 9204. Tất cả những cái quần váy của em đều là hai lớp hết nha các chị nha. Có dây treo phơi đồ đầy đủ hết giùm em luôn nha. Nó hai lớp, bên trong nó có một cái lớp như thế này nè. Đó, để nó không bị nóng. Rồi một chiếc kẻ sọc nhưng mà eo này là không co giãn mà eo nhỏ thôi nha các chị ha. Và dạng ống suông. Rồi sọc caro. Eo 64. Eo 64 size S. Mã 9207. 9207. 150.000. Nhưng mà cái chất kaki của nó cực kỳ đẹp luôn nè. Nó có quả tiết ở, nó có xẻ ở mặt trước luôn. Rồi một chiếc màu xanh đen, xanh than. Có mặt trước là cặp phẳng, mặt sau là bottom ha, túi xéo luôn. Tới mắt cá chân thôi nha các chị nha. Eo 70 đến 88, mã 9209. 9209 150.000 dùm em. 9209 thương hiệu đầy đủ hết dùm em nha. Để nó không có zoom được. Đây, đây thương hiệu đầy đủ ha. 150.000 thôi. Bên trong là nó có hai lớp luôn. Một lớp ngoài một lớp trong, yên tâm. Chất này là chất kaki, cũng nhẹ nhàng. Một cái chiếc gọi là đúng chất của cô gái Nhật nha. Kẻ sọc, chất linen phối xô mỏng, dài qua khỏi mắt cá chân đối với bạn mẫu. Và có bo chung ở phần đai luôn. Eo 70 đến 98, mã 9200. 9200 150.000. Hàng có thương hiệu và có đầy đủ website trên tag luôn nè các chị nha. Đó. 9200 150.000. Một chiếc màu hồng phấn ngày hôm nay, có bản túi xéo, mặt trước bo phẳng, mặt sau bo chung, qua khỏi mắt cá chân. Chất này chất xô đẹp. Eo 68 đến 82. Mã 9199. Những cái chiếc quần như thế này mình sơ viên, sau đó mình cài thêm em một cái đai ha. Đai màu đen hay gì đó là đã đẹp. Em có một cái chiếc khá là dài cho các chị trên 1m6 nè. Cái chất của nó là linen mà nó màu xanh jean, có bản cạp bo chung hết luôn. Hình như là mặt trước nó có hai túi. Eo 70 đến 90. Mặt trước cho chị đó nha. Mã 9209. Rồi. Rồi 9209 có hai túi xéo hai bên nha các chị nha. Nó dài nha. 9209 150.000 rồi. Tiếp tục em qua mã tới một cái chiếc kẻ sọc. Kẻ sọc này khoảng vừa tới chạm mắt cá chân. Màu chủ đạo của nó là trắng và xám ghi, mặt trước phẳng, mặt sau có bo chung phần eo. Chất liệu là linen nha. Eo 70 đến 90, mã 9201. Thường những cái chất liệu linen á, do nó mặt mát cho nên giá của nó sẽ cao hơn so với những chất liệu khác nha các chị. Rồi tiếp tục một cái bản nó sẽ là jean, màu xanh jean mỏng nè. Và mình mặc dài dành cho các chị trên 1m6 là mặc, còn không thì bạn mình sẽ qua khỏi mắt cá chân nha. Có vào bản bo chung, nguyên phần eo, dây rút và túi xéo luôn. Eo 68 đến 90, mã 9202. 9202. Thường eo 68 đến 90 sẽ là lên từ size M đến L, đầu XL giùm em á. Và thường mình đo eo vậy cho nó dễ. Một cái chiếc màu xanh riêu, linen mỏng nhẹ, mặt dạng váy dài giùm em. Cặp trước phẳng, cặp sau bo chung, có túi xéo hai bên. Eo 72 đến 98, mã 9203. 9203 giùm em. Cái màu nó là màu xanh riêu hết, chất liệu cũng xô, xô phối linen, khá là dày dặn, còn dây treo phơi đồ luôn. Một cái chiếc màu xanh, xanh này là xanh than, có bản bo chung, và cái kiểu ở dưới chân của nó khá là rộng rãi thoải mái nè, qua khỏi mắt cá chân nhìn cho bạn nha, bạn mẫu. Eo 70 đến 100. Mã 9191. Chất linen cực kỳ xịn luôn. Đây. Mát rượi luôn nha các chị ha. Còn đầy đủ dây treo phơi đồ dùm em luôn. Tất cả những cái hàng hiệu nó mới có dây treo phơi đồ. Và thường những cái hàng Nhật em về á, thì sẽ có dây treo phơi đồ hết nha. Một cái chiếc có chất kaki đi công sở, phơm chân to dành cho các chị trên 1m6 nè. Cặp trước phẳng, cặp sau có bo chung, hai túi luôn. Eo 72 đến 86, mã 9190. 9190 màu xám đá, 150.000 dùm em. Một chiếc màu xám đất ha. Nó sẽ có bạc, sẽ to ở phần chân và mặt như chân váy, bạc, cạp trước phẳng, cạp sau có bo thun. 62 đến 80. 62 đến 80 giùm em. Có mã không? Lên mã giùm em. Mã 9193. 9193 150.000, kể như mới nha, còn full tag đầy đủ luôn nè. Rồi dây treo phơi đồ đầy đủ, bên trong nó có nguyên một lớp lót, bên ngoài là cái chất của nó là cái chất giống như là dạng xô quá các chị nha. Rồi ở bàn trên bản cảm nó có cái phần chiếc eo cho mình luôn. Một chiếc màu muối tiêu, màu muối tiêu form to, có bao chung mặt trước mặt sau, và mặt ở phía dưới nó sẽ là như chân váy dài nha các chị. Eo 70 đến 90, mã 9192. 9192 150.000. Đây, thương hiệu đầy đủ hết giùm em ha, dây treo phơi đồ đầy đủ luôn. Màu của nó là màu muối tiêu cực xịn. Một cái bản gọi là siêu phẩm nha, nó là nhung tâm nha, chất liệu nhung tâm, màu trắng tinh tươm, tới mắt cá chân xây với bạn mẫu nha, và nó là lưng cao, phía trên nó có bản cạp và kim loại kèm theo cái phần thắt eo giống như chiếc nơ ha, có bo chung luôn. Eo 62 đến 74, mã 9194. 9194 150.000, có túi luôn. Thì mình nhìn cái chất nhung tâm giùm em nè ha. Cái chất này giống y hệt như cái mannequin bên đó đang mặc đó các chị nha. Chất nhung tâm cực kỳ xịn luôn, mặc được 4 mùa ha. Rồi, mã em này 150.000 9194 giùm em. Một chiếc màu đen, cạp bo thun trước sau luôn, có phần dây rút cho mình nha, mặc dạng chân váy dài. Eo 80 đến 106. Chất liệu linen nha các chị ha. Chắc chỗ dây treo phơi đồ á. Mã 9195. 9195 giùm em. 150.000. Một chiếc màu xanh đen, cạp phẳng thôi, cạp phẳng trước sau tới mắt cá chân, chất liệu là linen phối với giống như kaki vậy đó. Eo 72, mã 9196. 9196 giùm em. 150.000. Một cái cạp caro, một cái chiếc kẻ caro trắng đen, có hai túi to hai bên, cặp bo thun, dây rút, và phần cái ống nó sẽ qua khỏi mắt cá chân với bạn mẫu nha, cho nên mình mặc sẽ là tới khoảng qua khỏi mắt cá chân. Eo 80 đến 90, mã 9197. 9197 150.000 giùm em. Chất của nó là cái chất linen nha các chị nha. Một chiếc bản cạp rất đẹp, mình có thể mặc dạng cao dành cho các chị trên 1m65 nè, form dài, và phía dưới nó sẽ là phần mặt như maxi luôn ha. Eo của nó khá dễ chịu, mặt trước mặt sau đều có bo thun và nó làm eo to. Eo 70 đến 100. Rồi lên mã giùm em. Mã 9198. Cầm mini canh luôn. Cái chiếc bạn mini canh bạn đang cầm á, là cái chân váy màu xanh đen nha, có bản cạp trên eo, resize dùm em từ khoảng 70 cho tới khoảng 86 90 luôn, resize ha, mặt dạng dài luôn nha các chị nha. Đó, chất liệu linen đẹp. Rồi em tiếp theo cái linen nè. Mã 9210. 9210 dùm em. Rồi lên cái mannequin đó, xong tới cái của em đang mặc nữa là chúng ta kết thúc. Rồi một cái mannequin đang mặc này nè, là quần dạng ống suông dài, chất liệu là nhung tâm nha các chị, màu trắng kem. Eo của nó phải phía sau nó có phần bo chung, cũng khoảng từ khoảng 70 cho tới khoảng 85, y hệt như dạng công sở. Rồi lên mã giùm chị. Mã 9218. 9218. Rồi bạn mình đang mặc một cái chiếc màu đỏ rượu vang, có phần chiếc eo ở phía sau ha, và mặt rất xinh tới mắt cá chân, chất liệu là xôn phẳng phiu. Rồi lên mã giùm chị. 9238. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị và cảm ơn bạn mẫu ạ.